Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tin tức Đắk Nông. Hôm nay, ngày mùng 3 tháng 7, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Đắk Nông công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về luân chuyển, điều động 9 chức danh cán bộ lãnh đạo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười kêu gọi toàn dân thực hiện cuộc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 110 trường hợp đã được cấp đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng. Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 7, tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, tỉnh ủy đã công bố 9 quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy điều động, bổ nhiệm các chức danh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Tránh văn phòng tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Đắk Dơ Lấp, điều động hai đồng chí về nhận công tác để ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm giám đốc sở xây dựng và giám đốc sở kế hoạch và đầu tư luân chuyển chỉ định tham gia đảng đoàn để hiệp thương cử giữ các chức vụ phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh phó chủ tịch hội nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 đến 2023 và phó chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh nhiệm kỳ 2018 đến 2023 chuẩn y phó bí thư thường trực huyện ủy tuy đức nhiệm kỳ 2020 đến 2025 Phát biểu ra nhiệm vụ, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông Ngô Thanh Danh nhấn mạnh, Ban thường vụ đã sắp xếp từng bước có sự lựa chọn kỹ lưỡng, chú đáo, được các cơ quan tham mưu, các đơn vị, địa phương hoàn toàn nhất trí cao. Chỉ đạo tại phiên họp thứ 33 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa 4, tổ chức vào chiều nay, mùng 3 tháng 7, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh đến vấn đề xây dựng dự toán và thu ngân sách năm 2024. Đồng chí Lưu Văn Trung đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cần đánh giá chính xác kế hoạch thu ngân sách, hạn chế việc phải điều chỉnh, bố trí vốn cho phù hợp, tránh tình trạng phải trả lại cho trung ương. Đồng chí Lưu Văn Trung lưu ý, nguồn vốn ngân sách rất quan trọng, Ủy ban nhân dân tỉnh cần xây dựng kế hoạch phân bổ vốn năm 2024 hợp lý, khoa học. Dự kiến, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2024 là trên 3.601 tỷ đồng trong đó ngân sách địa phương là trên 1.590 tỷ đồng, ngân sách trung ương trong nước là 1.348 tỷ đồng, còn lại là vốn các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn ngân sách trung ương nước ngoài. Trong thời gian từ giờ tới cuối năm, các đơn vị phải giả soát, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh nếu có để bảo đảm việc thực hiện kế hoạch hiệu quả. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư tỉnh Ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có thư kêu gọi toàn dân thực hiện cuộc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tính mạng cho người dân, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, không để xảy ra các vụ việc đáng tiếc liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông kêu gọi toàn thể nhân dân Đắk Nông không tàng trữ, sản xuất, chế tạo, vận chuyển sử dụng, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép. Toàn dân tích cực tham gia tố giác, đấu tranh với các hành vi vi phạm có liên quan đến tàng trữ, sản xuất Chế tạo mua bán có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, vận động nhân dân thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động. Liên quan đến sự bất cập khi chia tách địa giới hành chính, khiến hàng nghìn hộ dân có quê hương ở Lâm Đồng nhưng lại sinh sống trên đất Đắk Nông, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh: Trước hết đối với người dân sinh sống ở tỉnh nào thì cũng đều là công dân của đất nước Việt Nam, thế nên Việc chính quyền tỉnh Lâm Đồng hay Đắk Nông chăm lo cho người dân thì đều là việc tốt và có trách nhiệm cần phải làm. Tuy nhiên, từ khu dân cư dân tách biệt này về đến trung tâm các cơ quan nhà nước của tỉnh Đắk Nông gần nhất đứng chân thì người dân phải đi đường vòng hơn 120 km. Trước mắt, để giải quyết sự việc này thì giữa Đắk Nông và Lâm Đồng sẽ họp bàn xây dựng quy chế phối hợp, phân chia nhiệm vụ cụ thể từ khâu đầu tư công, quản lý an ninh trật tự, phát triển đời sống dân cư. 110 trường hợp là cán bộ, công chức, chiến sĩ ở Đắk Nông được giao đất, nhưng đến nay chưa thể cấp giấy chứng nhận vì vướng quy định. Trong số đó, có 53 trường hợp thuộc vực tái định cư sùng đức của công đoàn ngành ngân hàng đứng ra thực hiện, đã đóng tiền hạ tầng, bốc thăm vị trí đất, 57 trường hợp là cán bộ, chiến sĩ thuộc diện điều động nơi khác đến công tác tại Ban Chỉ huy quân sự Gia Nghĩa. Tất cả các trường hợp mặc dù đã đóng tiền hạ tầng, bốc thăm nhận đất nhưng đều bị kiểm toán nhà nước yêu cầu tạm dừng. Do không đúng đối tượng cấp đất mà phải đấu giá quyền sử dụng đất. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết, quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.